Hello, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau học guitar trong hôm nay nhé. Trong cái video này thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn về cái điệu quạt ballad. Lần trước thì Lộc đã chia sẻ với các bạn về cái điệu giải, tức là điệu móc của cái điệu ballad rồi. Thì nó là bát 3 2 3 1 2 3 2, đúng không các bạn? Đúng không? Đây là cái điệu lần trước. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái điệu quạt ballad để ứng dụng vào một cái bài hát và tập luyện cho một cái bài hát luôn. Thì các bạn nhớ được cái điệu quạt ballad này cho cái bài Rượu Vinh Thay Là Vua Giêsu nhé. Mình sẽ lấy bài hát này để tập luyện cho các bạn. Thì các bạn sẽ ôn lại cho mình những cái phần bài trước để các bạn có thể học được cái bài này, vì cái vào điệu ballad nó có rất nhiều điệu ballad khác nhau. Thì các bạn sau này hãy xem tất cả những các video tiếp theo của Lộc để học tất cả các điệu loại ballad, bởi vì trong một bài hát các bạn có thể quạt các điệu khác nhau và không phải bài nào cũng quạt chung một điệu ballad thì sẽ quạt được tất cả một bài đâu. Thì để đánh hay được và để đánh đúng, đánh chuẩn được, tạo ra cái màu cho bài hát thì các bạn phải tập luyện mỗi ngày vẫn rất là nhiều. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại một chút, đó là lần trước chúng ta đã học về cái điệu blue. Điệu blue các bạn đã học là nhịp 4/4 có 4 phách, nó là 1 2 3 4, đó là bùm chát và 4, đúng rồi. Các bạn cũng học cái bài điệu quạt blue lưng cao và giải blue, nó cũng đã dạy các bạn rồi, đúng không? Cũng có 4 phách, điệu giải blue là nó cũng có 4 phách như thế này, là 1 2 3 4, 1 2 3 4, đúng không? Đấy, rồi nâng cao là 1 2 3 4, 1 2 3 4, rồi là 1 2 3 4, 1 2 3 4. Thì đấy là những cái điệu giải blue mình đã chia sẻ với các bạn. Ở điệu quạt blue chia sẻ với các bạn thì nó chỉ có 4 phách thôi, các bạn cứ móc làm sao được 4 lần là được, hoặc là quạt làm sao hoặc là quạt làm sao được 4 phách là được. Đấy. Đấy thì nó ra blue. Thì các bạn đã quen với cách móc tay rồi. Rồi ballad các bạn cũng đã hiểu được nhịp ballad rồi. Đấy, quạt thì các bạn đã đánh xuống được một cách đều như này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái điệu ballad. Thì nếu như các bạn nào mà chưa đã làm được các điệu của các bài trước, chưa thuần thục được ấy, thì các bạn phải tập lại các bài trước. Thuần thục được, các bạn phải hát được những bài hát là mình cũng đã hướng dẫn cho các bài trước tạm tạm được thì các bạn mới đánh được cái điệu ballad này nhá. Điệu ballad ta quạt nó sẽ như sau, thì Lộc dạy cái điệu này nó sẽ vô cùng đơn giản cho các bạn. Các bạn có thể nhìn vào cái hình nhá, thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh có 4 phách và tôi sẽ đánh như thế này: xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống 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 nhá, các bạn nghe được này: xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống 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 lên xuống lên xuống lên xuống xuống xuống. Thì ở đây các bạn hãy nhìn vào cái mô phỏng của cái hình ở đây. Thứ nhất là cái chữ X to là xuống mạnh, xuống mạnh thì các bạn xuống ở các dây bát 3 hoặc 4 dây bát bên trên, được chưa? Tiếp theo là chữ X nhỏ thì các bạn sẽ xuống vào 3 dây dưới, được chưa? Xuống nhỏ vào dây dưới. Và chữ L cao là các bạn sẽ móc lên. Ở đây thì móc lên các bạn có thể móc 3 dây trên hoặc móc 3 dây dưới. Móc lên thì các bạn phải nghe cái tiếng này, chát 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 bùm chát, được chưa? Đó là lên xuống lên xuống lên xuống, lên là lên là, thực ra nó không lên hết cả 3 dây, nó không phải lên trên này. Lên trên này thì cái âm là nó bị trầm, các bạn hiểu không? Lên bên trên cao quá thì nó sẽ bị trầm, thế nên là phải lên ở chỗ đoạn giữa giữa này thôi. Đấy đấy, lên ở đây nhá. Thì các bạn tập riêng cái này ra, các bạn phải tập tập riêng ra, ngoái cái cổ tay cho nó đều nhá, ngoái cái cổ tay cái vẩy vẩy này cho nó đẹp nhá, cho nó đẹp mà cho nó đều, cho nó nhuần nhuyễn đi. Lên xuống 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 lên xuống. Đấy, các bạn tập riêng nó ra, tập riêng nó ra nhá, thì các bạn sẽ có được khi sau khi ghép vào là xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống xuống xuống, nhớ là 4 lần nhá, lên xuống lên xuống lên xuống 4 lần. Thì ở đây nó sẽ là 1 2 3 4. Thì cái nhịp 4 của chúng ta nó sẽ là xuống rất nhanh, nhịp 3 thì nó cũng rất nhanh, nó mang cái réo rắt này, réo rắt, đúng không? Đấy, và nhịp 2, nhịp 1 thì nó lại thưa và chờ đợi, nó mang tính chất chờ thưa và chờ đợi. Tức là cái quạt ballad, điệu quạt ballad nó có lúc nhanh, lúc mạnh, lúc trầm, lúc réo rắt,
Đấy, các bạn hiểu chưa? Nên là rất là khó. Nếu mà các bạn không tập các bài trước thì cái bài này sẽ rất khó để các bạn có thể tập được. Các bạn sẽ cùng đọc nhé. Đọc sẽ đọc lại này. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 bùm, chát, bùm, chát, lên xuống, lên xuống, bùm, chát, bùm, chát, réo rắt, bùm, chát, được chưa? À, xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 đấy. Các bạn tập và đọc bằng mồm, nói bằng lời và chân dập nhịp, tay đánh theo, các bạn nhớ chưa? 1, 2 và 4. Đấy, chân dậm 4 phách, mồm nói. Đấy, tay đánh. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. Đấy là cái điệu ba lát đầu tiên mà Lộc vẫn chia sẻ cho tất cả các học viên của Lộc. Tất cả những người học được guitar thì Lộc đều chia sẻ cái điệu ballad này đầu tiên, vì nó dựa trên cái điệu blue đấy, nó dựa trên cái điệu blue là các bạn đã học cái điệu blue là 1, 2, đúng không? Các bạn đã học hai cái xuống rồi, xuống, xuống, đấy thì cái tay của bạn đã quen rồi, đúng không? Cái tay của bạn đã quen rồi, và cái réo rắt này các bạn phải tập riêng nữa thôi. Đấy. Lên xuống, 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 nha. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, bùm chát, bùm chát, đấy, bùm chát, lên xuống, lên xuống, bùm chát, đấy ạ. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 đấy, nó chỉ có như thế rồi. Thì các bạn cố gắng tập theo, đọc bằng xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, rồi đọc là 1, 2, 3, 4 và đọc bùm chát, lên xuống, lên xuống, lên xuống, bùm chát. Thì cái này nó chỉ có tập thôi, bây giờ nó sẽ tập lại một lần nữa để cho các bạn bị ngấm vào não nhá. Các bạn phải làm cho nó ăn vào máu các bạn. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. 1, 2, 3, 4. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. 1, 2, 3, 4. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. 1, 2, 3, 4. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. Bùm, chát, 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 bùm, chát. Bùm, chát, 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 bùm, chát. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. Thì ở đây đấy, cái điệu này là cái đoạn cuối, đó là bùm, chát, 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 chát. Thì cái 1, 1, 2 thì nó lại bằng cái 4, đúng không? Cái 4 thì, và các bạn hiểu là cái 1, 2 là 1, 2 tức là nó chậm, đúng không? Hai cái xuống này là khoảng cách là nó chờ nhau, nó chậm. Còn cái 4 này, cái 4 này nhanh. Thì cho nên là rất nhiều các bạn mới tập nó sẽ bị nhầm, bị lẫn. Thì các bạn bỏ cái xuống của nhịp 4 đi. Bỏ một cái xuống của nhịp 4 đi các bạn. Cái 4 các bạn chỉ xuống một cái thôi, nếu các bạn cảm thấy nó khó. Các bạn chỉ xuống cái 4 một cái nếu như cảm thấy khó các bạn nhé. Là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, được chưa? Xong lại xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, 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 được chưa? Đấy thì cái 4 mà các bạn cảm thấy nó khó quá thì các bạn chỉ đánh một cái xuống thôi, bỏ cái xuống nhỏ đi nhá. Các bạn nhớ cho là như thế. Thì đó là cái điệu quạt ba lát này. Nó rất là dễ, thì câu bùm chan 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 bùm chát thế được, không có gì cả. Còn làm nữa nhá, nhớ này, bùm chát 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 bùm chát, bùm chát 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 bùm chát, nhớ làm như vậy nhá. Thì Lộc tin là các bạn đã có thể hiểu được và tập được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cái bài hát Diệu Vinh Thay Là Vua Giê-xu nhá. Thì cái bài hát này sẽ chạy trên hợp âm son trưởng. Mọi lần và các bài trước thì Lộc dạy các bạn là học trên hợp âm đô trưởng, nhưng lần này chúng ta sẽ học thêm chùm hợp âm mới. Chùm hợp âm mới gọi là chùm âm son trưởng. Chùm hợp âm này chúng ta sẽ đánh cho bài Diệu Vinh Thay Là Vua Giê-xu. Và các bạn cũng chỉ cần học thêm duy nhất một hợp âm nữa thôi, đó là hợp âm dê trưởng. Dê trưởng nhá. Các bạn nhìn cái hình dê trưởng các bạn đánh theo. Đó là 3 dây trên đầu buông, không đánh. Dây thứ 3, dây thứ ba từ dưới lên đấy là dây son, ngón trỏ ngăn thứ hai, được chưa? Dây thứ hai ngăn thứ ba,
Ngón áp út. Dây mí là dây đầu tiên, sẽ là ngón giữa ngăn số 2. Đấy, còn những cái gì ta chỉ học thêm duy nhất một hợp âm mi, âm một hông, dê trưởng mà thôi. Đúng chưa? Các bạn hãy nhìn cái tab của nó nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các hợp âm tiếp. Trước đó là son trưởng, các bạn học đánh được son trưởng này chưa? Son trưởng. Nhìn hình nhá, son trưởng. Đó là ngăn thứ 3, dây thứ ngăn thứ 3, dây thứ 6, ngăn thứ 2. Ngăn thứ 2, dây thứ 5. Hai dây tiếp theo buông, ngăn thứ 3, dây thứ 5 và ngăn thứ 3 dây thứ ngăn thứ 3 dây số 2 và ngăn thứ 3 dây số 1. Được chưa? Thế là son trưởng. Tiếp theo là mi thứ, rất dễ đúng không? Thứ nhất buông, thứ hai là ngăn thứ dây số 6 buông, dây số 5 là ngăn số 2, dây số 4 ngăn số 2, đánh độc đánh bằng hai con này. Và ba dây còn lại buông. Chúng ta sẽ đánh đô trưởng. Đô trưởng rất dễ rồi đúng không? Đô trưởng là buông dây số 6, ngăn số 3 dây số 5, ngăn số 2 dây số 4. Ngăn số 2 dây số 4 nhá, và ngăn sang dây thứ 3 buông và ngăn số, rồi tiếp theo là dây thứ 2 là ngăn số 1 và buông dây cuối cùng. Được chưa? Đô trưởng. Đó. Thì học trong cái bài Diệu Vinh hay là Vô Giới Su này cực kỳ dễ chơi, chỉ có son trưởng, dê trưởng, mi thứ và đô trưởng. Được chưa? Các bạn nhớ này, son trưởng, dê trưởng, mi thứ, đô trưởng. Ok nhá. Chúng ta sẽ học câu đầu tiên. Học câu đầu tiên. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Được chưa? À, son này. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Được chưa? Son sang dê nhá. À, chữ diệu các bạn đáp vào son, và chữ dê các bạn đáp vào su. Chữ su các bạn đáp vào dê, cam hợp âm dê. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Được chưa? Đây, đọc chỉ đánh mô phỏng cho các bạn để các bạn hiểu. À, các bạn có thể hát trước sân khấu, hát như vậy cũng được. À, đánh chỉ đánh chỉ quạt xuống thôi. À, để giải nhịp, gọi là để giải, nhưng mà giải một cách quạt chậm. Giải một cách quạt chậm. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Ok nhá. Ôi ngài thật đáng tôn vinh, trên các tầng trời rất cao. Được chưa? Câu thứ hai là ngài thật đáng tôn vinh, mi trưởng, mi thứ, trên khắp tầng trời rất cao. Trên khắp các tầng trời là cái chữ khác sẽ vào đâu? Trên các tầng trời rất cao. Cao lại về dê. Chúng ta sẽ lặp lại nhá. Son 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 sang dê trương. Được chưa? Tèn tèn mi thư sang đô đủ đủ đến dê. Được chưa? Làm lại nào. Diệu son ta vào vua Giê-xu. Được chưa? Ngài thật mi thư ôn vinh đến đô đủ đủ đô dê. Ok nhá. Ghép lời nhá. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Dê trưởng à. Ngài thật đáng tôn vinh, trên các tầng trời rất cao. Ok nhá. Bây giờ thì Lộc sẽ quạt điệu ballad này. Xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, 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 lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Ngài thật đáng tôn vinh, trên khắp tầng trời rất cao. Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Ngài thật đáng tôn vinh, trên khắp tầng trời rất cao. Đó là xuống, xuống, lên xuống, lên xuống, xuống, xuống. Ngài Diệu Vinh thay là vua Giê-xu. Xuống, lên xuống, lên xuống, ta tân tang tôn vinh, trên các tầng trời rất cao. Ta 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 tần ta tần ta 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 tần ta.
sáng gì chưa. Cùng chắc là tam tuần mình mới thứ các đô trưởng tân thảo dây trưởng chưa dễ mà. Diệu vinh thay là vua Giê-xu ngài thật mi thứ ta nên đô trưởng dân cao cha các bạn nhớ nha. Cái đoạn chuyển từ mi thứ sang đô trưởng nó hơi bị ngắt nhịp một tí đấy, các bạn cố gắng tập cái đoạn này này. Ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng trời dân cao, là nó chỉ có một lửa nhịp thôi. Ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng trời dân cao nhá, các bạn nhớ này. Ngài thật đáng tôn vinh cha 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 cùng nhá. Ngài diệu vinh thay là vua Giê-xu ngài thật đáng tôn vinh trên các từng trời dân cao. Nó sẽ là các bạn sẽ đánh nhỉ, các bạn sẽ thấy cái đoạn này nó hơi khó một chút là bởi vì là ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng trời dân cao thì nó là bùm bùm cha 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 bùm cha 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 đồ đồ cha 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 dê nhá. Đó là ngài thật mi nghe đồ 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 đến dê nhớ chưa. Nó hơi khó đấy, các bạn nghe tiếng đàn của mình và bắt chước theo nhá. Ngài thật đang tôn vinh trên khắp từng trời rất cao, nếu như không có đô nó sẽ là như vậy đúng không. Ngài thật đang tôn vinh trên khắp từng trời rất cao đấy, nếu mà không có đô thì nó sẽ là như vậy. Các bạn sẽ đánh đúng một cái vòng ballad xuống xuống lên xuống lên xuống được chưa. Nó không có gì thay đổi nếu như mà không có đô, nhưng mà khi có đô nó chèn vào giữa thì các bạn để đảo được sang hợp âm đô cho nó cái tay trái nó ngượng đấy, thì các bạn phải nghĩ ra một cách đảo cho riêng mình cũng được nếu như bạn cảm thấy bắt chước cho nó không khó quá. Đó. Bởi vì nó là một nửa nhịp thôi, nó là một nửa nhịp mà các bạn phải sang đô rồi mới sang dê. Đấy. Bởi vì cái đoạn réo rắt này nó rất khó với các bạn mới tập mà các bạn vào đô trưởng nó cũng sẽ rất là khó. Các bạn có thể bỏ qua đô trưởng nếu các bạn cảm thấy khó quá. Sau này các bạn sẽ tập vào sau. Còn bây giờ đấy thì các bạn cảm giác tập được thì các bạn tập theo lời đó là chưa? Xuống 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 lên xuống đấy nhá. Bạn lọc đánh cho các bạn nghe và tập nhá. Thì đấy các bạn tập được. Còn nếu như các bạn cảm thấy nó khó quá mà các bạn vẫn muốn chơi đô thì các bạn đánh blue cho Lộc nhá. Đó là ngài thật đang tôn vinh trên các từng trời dân cao, được chưa. Các bạn đánh blue nhá, đánh blue nếu các bạn cảm thấy cái câu này ngài thật đáng tôn vinh trên các từng trời nó khó quá, đánh blue. Ngài thật đang tôn vinh trên các từng trời dân cao, được chưa. Các bạn nhớ nhá. Thì cái câu này nó là như vậy. Thì các bạn đánh blue nó chỉ có xuống 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 rồi nó dễ nhá. Ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng trời rất cao. Đấy, sang dê thì các bạn lại quạt ballad như bình thường, được chưa? Các bạn hiểu ý mình nói nhỉ? Tức là mi và đô các bạn sẽ đánh blue, còn dê trưởng các bạn sẽ đánh ballad như bình thường thì nó sẽ dễ cho các bạn. Các bạn nhớ tập blue này. Ngài thật đáng tôn vinh trên các từng trời dân cao, được chưa. Ngài thật đáng tôn vinh trên các từng trời dân cao, được chưa. Tức là cái mi thứ và đô trưởng các bạn đánh blue, dê trưởng các bạn đánh
ba nát như bình thường nhá. Các bạn nhớ nhá, ghép lại từ đầu này. Rượu rượu vinh thay là vua Giêsu, ba nát đúng không? Ngài thật đáng tôn vinh trên các từng trời dân cao. Rồi, câu thứ hai là câu lặp lại y hệt giống hệt như nhau. Bây giờ mình sẽ đánh cả hai câu, các bạn nghe bắt chước theo nhá. Tức là chúng ta sẽ ghép ba lát vào bờ lù trong điệu quạt này. Rượu vinh thay là vua Giêsu, ngài thật đáng tôn vinh trên khắp từng trời rất cao. Son mát tàn tan tháng dề chát 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 cùng chát thật đau chát đổ đến dề chát 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 cùng chát. Rượu vinh thay là vua Giêsu là ba lát, nhớ chưa? Rượu vinh thay là chát chát cùng chát Giêsu ba lát cùng chát này bí thứ đô trưởng, được chưa? Nhớ như vậy, các bạn nhớ là đô trưởng mi thứ đánh blue nhá, mi thứ này đô trưởng này rất cao ba lát, được chưa? Quay lại câu là ngài rượu vinh thay là vua Giêsu chắc 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 cùng chắc ngài thật đáng tôn vinh chắc cùng chắc rất cao. Đấy, nó chỉ có là bùm chắc 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 bùm chắc này, bùm chát 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 bùm chát, được chưa? Nó chỉ có như vậy thôi. Giêsu là vua hiển vinh, khắp nơi đời dơ lên muôn nơi ca, lòng con hướng về ngài, thờ phượng cha tâm linh của con. Giêsu nhá, Giêsu là vua hiển vinh, dễ không? Các bạn sẽ thấy này, Giêsu là vua hiển vinh, Giêsu là vua hiển vinh, thì cái câu Giêsu là vua hiển vinh ấy nó có son trưởng Giêsu, các bạn vào son Giêsu là vua nó sang dê, thì nó giống hệt như là cái ngài thật đáng tôn vinh trên các đỉnh rất cao ấy, tức là chữ su này son này đánh blue, Giêsu sang vua là vua dê, tức là đánh đánh blue, tức là hai cái hợp mà đánh blue thay cho ba lát nó sẽ dễ đánh cho các bạn. Mới tập Giêsu Giêsu là vua hiển vinh, ok chưa? Nhá, sang mi thứ các bạn với quạt ba lát, sang mi thứ các bạn quạt ba lát, nhớ nhá. Là Giêsu xuống, Giê xuống, được chưa? Giêsu xuống, xuống, Giê trưởng xuống, được chưa? Dễ mà. Rồi, các bạn nhớ chuyển hợp âm nó đúng thời điểm nhá, đúng thời điểm. Giêsu, Giêsu là vua, được chưa? Nó lặp lại vào lưu rồi, dễ như là câu ngài đáng tôn vinh trên các từng trời dân cao. Giêsu là vua hiển vinh, mấy phần ba này khắp lời đời dâng lên muôn lời ca, ba lát lòng có son trưởng giờ đây di trưởng về ngài, nhớ cho bà lưu nhá, ba lát thờ phượng cha yêu với cả tâm linh của con, ba lát. Các bạn nhớ chưa? Tức là cái câu Giêsu là vua hiển vinh và câu lòng con giờ đây hướng về ngài nó giống nhau y hệt. Giêsu là vua, được chưa? Lòng con giờ đây, nhớ chưa? Các bạn nhớ Giêsu là vua, lòng con giờ đây, thấy chưa? Nó chỉ là blue đánh xuống hai lần. Lộc tin là các bạn hiểu rồi đấy, Lộc nói nhiều quá. Bây giờ các bạn nhớ như vậy thì rất là dễ chơi.
lòng con giờ đây hướng về Ngài, thờ phương cha yêu với cả tâm linh của con. Vào son sàn dê đánh mì, ba đã khắp lời đồ sang dê ta về ca. Vào son sàn dê đánh mì ba lát, ta sang đồ ba lát muôn nơi thơ dê, muôn nơi dê nhau. Vào son và lũ đánh dê về mi đánh ba lát, giờ cha yêu là đồ với cả tâm linh của con. Ok nhá. Thờ phương cha yêu với cả tâm linh của con. Dạ, cha yêu với cả tâm linh của con. Các bạn vẫn là đô trưởng sang dê blue và con là son trưởng, các bạn quạt ba lát cho nó hết nhá. Ở đây trong cái câu thứ hai này chỉ có mi thứ là các bạn quạt ba lát thôi, còn đầu tiên son trưởng là lòng con giờ đây blue mi thứ ba lát. Thờ phương cha blue cá tâm linh blue con son trưởng ba lát. Ok nhá, rất là dễ. Bây giờ Lộc sẽ hát toàn bộ cái bài hát này một lần và các bạn nhớ lại những gì mà Lộc đã nói. À, nhập mồm theo xuống đi xuống đi xuống, nhập mồm theo đấy là ba lát, và nhập mồm theo blue là xuống 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 xuống, nhập mồm theo cách mà Lộc đánh nhá. Để các bạn ngẫm cái bài này, các bạn hát đi hát lại bài này, tập đi tập lại bài này, luyện đi luyện lại cái bài này bằng cái đôi tay, bằng đôi tai, bằng cái mồm, bằng cái chân của bạn, để vừa dập nhịp vừa nói bằng mồm vừa đánh bằng tay. Đấy, và cái tai của bạn phải nhớ là hát đúng cái trùng âm nhá, và nhớ là cái tay trái này các bạn phải đáp đúng hợp âm, đừng để chờ nhau, các bạn phải tập rất là nhiều. Thì đó, bây giờ là cái hướng dẫn của cái bài này rất là ngắn, thì nó có đến đây có lẽ là hết rồi, thì mình sẽ quạt lại từ đầu cho các bạn. Còn cái bài này nó sẽ có phần nâng cao điệu dài điệu tiếng nữa, thì nó sẽ dạy các bài sau nếu các bạn muốn. Còn không thì các bạn chỉ quạt trả như vậy là thờ phụng Chúa rất là tuyệt vời rồi. Lộc sẽ làm lại từ đầu tất cả mọi thứ để cho các bạn có thể hình dung ra cách thể hiện bài này trong khi các bạn thờ phụng Chúa nhá. Diệu vinh thay là vua Giêsu, Ngài thật đáng tôn vinh trên các tầng trời rất cao. Son sang con son son đến dề, Ngài thật mi 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 sang đô 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 về dề. Thấy chưa? Diệu vinh tay là vua Giêsu, Ngài thật đáng tôn vinh trên các tầng trời dân ca. Ba lát quạt sáng dê, Ngài thật mi thứ và lũ đô có dê ba lát. Giêsu ba lô thiên đình ba lát, mi thứ là ba lát, khắp lời lời đô ba lát dâng lên muôn lời ca ba lát. Lòng con là blue giờ đây blue về Ngài mi thứ và đang không cha yêu blue ca tâm linh của con và lát. Ok nhá. Diệu vinh thay là vua Giêsu, Ngài thật đáng tôn vinh trên các tầng trời dân ta. Ngài thay là vua Giêsu, Ngài thật đáng tôn vinh trên các tầng trời dân cao. Giêsu là vua thiên đình
Lộc sẽ chơi lơ ca cho các bạn xem nhá. Diệu binh thay là vua Giê-xu. Lơ cao ấy. Ngài thật đáng vinh trên các trời dân cao. Diệu binh thay là vua Giê-xu. Là vua nhân bình, khắp nơi nơi dâng lên muôn lời ca. Con giờ đây hướng về Ngài, thờ phượng cha yêu với cả tâm linh của con. Nơi ca lòng con giờ đây hướng về Ngài. Ok, mọi thứ như thế là cảm thấy nó nhập nhằng quá rồi. Lập tin là các bạn sẽ chăm chỉ vào luyện tập cái bài hát này và sẽ đánh được đàn guitar với điệu blues ở mức cơ bản nhất. Và Lộc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn có yêu cầu gì, có ước muốn gì, có muốn góp ý, các bạn comment ngay với video này. Và Lộc chờ đợi những sự đóng góp, ý kiến và lời comment, lời khen tặng cũng như lời cảm ơn của các bạn. Lộc chờ đợi các bạn tương tác với Lộc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, goodbye, goodbye.